Thanh Ngọc chào cả nhà nha, cả nhà xem series của nhà Thanh Ngọc đây nè. Nó mới vừa chín thôi nha, chứ nó chưa có chín hung nha. Chừng một tuần lễ nữa thôi là nó chín rộ hết, cây vàng, cây đỏ đều quá trời luôn. Hai cây này năm nay là nó nhiều hơn cái cây trước. Cây trước thì mình hái có mấy ký à, 4-5 ký à. Cây này năm nay nhiều, hai cây, cây đỏ và cây vàng này. Nhà thấy ham không? Hai cây này à, sao không thấy chim nó tới nữa, chắc là nó đi kiếm chỗ khác rồi. Cái chỗ này chừng nào chín nhiều nó mới về, giá cho nó đừng về để mà cho nó chín nhiều đặng mà có em gái nó về dưới này để mà nó hái em gái chuối. Tại vì nó làm chuối á, cả nhà mình đặt nó là chuối. Cái nó tên là Thúy Family Cuộc Sống Pháp ở Paris. Đấy. Ô. Vô. Mới nói là nó ở trên ngọn nè, thấy chưa? Ở trên ngọn 4-5 cây luôn rồi, 4-5 con luôn đó, cà kẹt nó ăn trên á. Cái mẹ ăn trên ngọn đi, cả nhà nghe nó kêu trên ngọn không, cà ét á. Nó núp theo mấy cái lá nó ăn á, không biết cả nhà có nghe tiếng đó không. Ô. Quỷ. Mới gì nói à, Tào Tháo, cái có Tào Tháo nó tới nó ở trên ngọn cây nó ăn rồi. Núp ở trên ngọn cây khó thấy lắm cả nhà. Có treo mấy cái đĩa CD à, mà nó tới là nó tới à, nó chẳng sợ mình đứng đây mà nó cũng tới à, nó đâu có sợ gì đâu, phải không? Đó, để mình kiếm mình quay quay nó cho cả nhà mình xem nha. Có nắng mặt trời nó chá không thấy chưa, nó trên ngọn á. Nó núp theo mấy cái lá nó ăn cho nó. Đây là cây vàng nha cả nhà. Đó. Đó. Trái lủng lẳng nè. Trái nhiều lắm nhưng mà nó núp ở cái lá. Đó. Chùm chùm luôn. Nó hoàn sát với đất luôn. Cả nhà mình thấy trái chảnh không? Giờ này là lá, những cái lá nó quặp xuống rồi, giờ này là lá nó ngủ. Cho nên nó che hết trái rồi, mình không, cả nhà mình không có thấy trái được. À, giờ này là lá nó ngủ nha. Đó, mình dập ra thì mới thấy lá nó ngủ rồi, nó che lại đó cả nhà.
Dạ. Chùm chùm. Mời cả nhà trái sơ ri nha cả nhà. Sơ ri vàng đỏ. Buồn buồn ra ngoài cây à, hái lụm thôi. Ghét mấy con chó. Ăn riết cái hồi no luôn. Như vậy là chín rồi nha cả nhà. Mấy con chim giờ này nó ăn á, về nó ăn đặng mà nó đi ngủ á. Này là vàng đỏ nha, vàng đỏ nha cả nhà chứ không phải đỏ nha, nửa vàng nửa đỏ. Ăn riết lát khỏi ăn cơm luôn. Ở nhà coi nó thầm dưới đất nè. Thằng lu kim nó xuống là hả, nó đứng nó khỏi cần dối, nó đứng là nó gực, nó đứng là nó hái thôi. Từng sau là nó xuống là nó hái đã luôn. Thôi không ăn nữa, ăn nữa nó đau bụng. Nghe cả nhà mới hái rồi, ở dưới thấp thấp đó cả nhà, mới hái có mang nhiêu đây nè để ăn nè. Chứ nó nè, đó vậy là chín rồi nè. To thật là to luôn. Ở chín là nó bị nứt cái nha cả nhà. Nó chín là nó bị nứt nha, chứ không phải thúi nha. Chua ngọt ngọt. Đó. Hái có nhiêu đây thôi. Để ngồi ngồi ghế rồi
vô ăn vô xem video cho cả nhà. Đó, hái có nhiêu đây thôi. Thôi, video mình xin kết thúc nha. Ô ba cả nhà.